Xin chào tất cả các bác đang theo dõi video trên kênh cửa hàng Kendo Cũ. Kendo Cũ là kênh chuyên cập nhật các mẫu đồng hồ cơ cổ đến từ Nga, Nhật và Thụy Sĩ nhé. Các bác lần đầu xem video trên kênh cửa hàng Kiên thì đừng quên ấn đăng ký kênh này, kích vào biểu tượng có chuông ở góc bên phải màn hình để cập nhật những cái video mới nhất từ cửa hàng nhé. Và trong quá trình xem video thì các bác ưng mẫu đồng hồ nào thì hãy nhắn tin ngay về số điện thoại Zalo 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho các bác nhé. Rồi và để không làm mất thời gian của các bác nữa thì em sẽ đi vào phần giới thiệu về các mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Chiếc đồng hồ đầu tiên, một chiếc Seikomatic này. Đó, một chiếc Seikomatic của Nhật Bản. Đây là một chiếc đồng hồ được sản xuất vào đầu những năm 1960 này. Nó rất là cổ rồi. Mà chiếc này thì vẫn giữ được cái mặt kính rất là sáng này. Phần kim cọc đều được mạ vàng. Và chiếc Seiko này thì nó có cái phần mạ vàng 14K nhá. Mạ vàng toàn thân luôn. Đó, rất là đẹp các bác ạ. Kết hợp với phần 4 chân càng dài này, tạo cho nó cái form dáng rất là thon gọn. Size 35. Size 35 cho các bác có cổ tay từ 20 trở xuống nhé, đeo rất là đẹp này. Cái form dáng mặt tròn này rất là dễ đeo luôn. Em đeo thử lên tay cho bác xem nhé. Cực kỳ là sang luôn với cái mẫu đồng hồ Seikomatic này. Và chiếc Seiko này thì nó sở hữu cái bộ máy cơ tự động 20 chân kính nhé. Đó, và núm nằm ở góc 4 giờ này. Test thử cái bộ núm cho bác xem núm còn đang trong tình trạng hoạt động tốt nhé. Đó, máy đã được lau dầu và hoạt động ổn định rồi. Rồi giao lưu em đồng hồ Seikomatic này với các bác. Mã sản phẩm D66 này. Giá 3.750.000 nhé. D66 giá 3.750.000. Em qua mẫu tiếp theo. Đây cũng là một chiếc đồng hồ với cái phần form dáng này được mạ vàng toàn thân luôn. Đồng hồ Benrus đến từ Thụy Sĩ. Còn chiếc Benrus này thì với phần mặt cũng rất là sáng này. Đó, cọc số chảy tia. Và kim của chiếc này thì nó có bọc thêm cả dạ quang ở bên ngoài đấy nhá. Điểm nhấn vào hai góc 6 và 12 giờ này. Đó, hai cột số chữ Ả Rập. Rất là độc đáo. Form dáng mỏng gọn. Mặt đáy có in tên thương hiệu Benrus này. Và chiếc này thì nó được mạ vàng 10K nhé, mạ vàng 20 micron. Vỏ về cũng còn rất là sáng và đẹp này. Size của chiếc Benrus này là size 33,8. 33,8 cho các bác cổ tay từ 19 trở xuống đều đeo được nhé. Có thể là cái form dáng tròn này thì hầu như là rất là dễ đeo. Các bác có cổ tay to hay là nhỏ cũng đều đeo, rất là dễ đeo nhé. 4 chân càng dài. Đó, theo kiểu hình đường cong này. Đeo lên tay sẽ rất là ôm vào tay này. Đó. Và chiếc Benrus này thì nó sở hữu cái bộ máy cơ lên dây 21 chân kính. Máy đã được lau dầu và hoạt động ổn định rồi. Chiếc Benrus này thì bên em giao lưu cho các bác nhé. Mã D56 này. Giá 2.350.000. D56 giá 2.350.000 nhé. Rồi tiếp tục em qua mẫu đồng hồ thứ 3 trong video ngày hôm nay. Một chiếc Wiesnauer. Wiesnauer này thì với cái form dáng trứng cổ điển này. Rất là đẹp các bạn. Mặt chiếc này cực kỳ là đẹp luôn. Mặt màu trắng.
Nổi bật trên nền là các cọc số trái tia này. Đó, để nhấn vào ba góc 6, 9 và 12 giờ. Kết hợp ba kim một lịch. Viền băm rất là đẹp, tạo sự hài hòa cho cái phần mặt đồng hồ này. Đó, form dáng trứng thân vỏ bọc vàng, nốm zin logo. Phần nốm cũng còn đang trong tình trạng hoạt động tốt. Mặt đáy inox. Size của nó là 34,9 này. Em sẽ đeo thử lên tay cho bác xem này. Siêu đẹp luôn với cái mẫu đồng hồ này nhá. Đeo lên tay trông nó rất là chất này. Đó, viền băm, dáng trứng, rồi và đây là bộ máy trong của chiếc đồng hồ này. Đó, bộ máy cơ đinh dây. Trên phần máy có các tên thương hiệu này, Wisnauer 17 trên kính. Đó, bộ máy đã được lau dầu và hoạt động ổn định rồi. Rồi, các bác nào yêu thích mẫu đồng hồ này thì liên lạc cho em qua số điện thoại Zalo nhé, 0936050424, mã sản phẩm D54, giá 2.350.000. Mã D54 giá chỉ có 2.350.000 thôi. Em qua mẫu tiếp theo, một chiếc Mirror của Thụy Sĩ này. Đó, đây là một chiếc đồng hồ phiên bản Super Automatic này. Phần cọc số nổi 3 kim và một cửa lịch nằm góc 3 giờ. Mặt này là mặt mỡ gà, màu mỡ gà này. Form dáng trứng cổ điển. Đáy inox có in tên thương hiệu. Đó. Size của chiếc đồng hồ này là 35,2 này. Núm có hai nấc chỉnh, một nấc chỉnh lịch và một nấc chỉnh kim. Đó, núm của chiếc này còn đang hoạt động tốt nhé. Rất là tiện luôn cho các bác trong quá trình sử dụng này. Và chiếc đồng hồ này thì nó sở hữu cái bộ máy cơ tự động với 25 chân kính nhé. Máy cơ tự động 25 chân kính. Đó, bộ máy thì đã hoạt động ổn định rồi, đã được lau dầu rồi. Trên phần mặt này các bác có thể nhìn thấy này, chữ Wismax này, mặt zin Thụy Sĩ. Rất là đẹp. Cực kỳ là chất luôn với cái mẫu đồng hồ Mirror này. Đó. Và mẫu này thì em giao lưu với các bác nhé. Mã D42 giá chỉ có 2.180.000 thôi. Mã D42 giá 2.180.000. Rồi, mẫu tiếp theo, một chiếc Hellbrot của Pháp này. Đó, đây là một chiếc đồng hồ của Pháp nhé, được sản xuất tại Pháp. Với phần mặt số trái tia đan xen với lại số học trò. Kim cọc mạ vàng. Mặt màu mỡ gà rất là đẹp. Mặt kính mica. Và phần mặt của chiếc này còn rất là sáng nhé. Thân vỏ bọc vàng. Đáy inox này. Test thử cho bác xem cái phần núm còn đang trong tình trạng hoạt động tốt. Đó. Size của chiếc này là 33,6 này. Các bác có cổ tay từ 19 trở xuống thì đeo đẹp nhé. Đeo thử lên tay cho bác xem này. Đó. Rất là đẹp luôn. Phần vỏ viền mạ vàng cũng còn rất là sáng. Rồi, và đây là bộ máy trong của chiếc đồng hồ Hellbrot này. Đó, các bác có thể thấy được đây là một cái bộ máy cơ lên dây.
Trên phần máy có khắc tên thương hiệu này, Helbros, sản xuất tại Pháp với 17 chân kính. Đó, máy này thì đã được em lau dầu và tình trạng hoạt động của máy thì đã hoạt động ổn định rồi. Và bác nào yêu thích mấy mẫu đồng hồ này thì nhanh tay chốt đơn cho em nhé. Mã C12 này, giá chỉ có 1.850.000 thôi. Mã D12, giá 1.850.000 nhé. Rồi, trên tay em đây đang là một chiếc Bulova, một trong những cái thương hiệu rất là lớn của Thụy Sĩ này. Đó, Bulova với phần mặt kính mica sáng bóng, cọc số chảy tia, kim có bọc dạ quang nhé, thân vỏ bọc vàng, mặt đáy inox này có in tên thương hiệu Bulova. Test thử cái phần nối của chiếc Bulova này thì thấy con đang trong tình trạng hoạt động tốt này. Size của nó là 33-32 này. Size 32 không tính nốm nhé. Đó, đeo lên tay này, rất là đẹp luôn. Mặt kính sáng bóng. Rồi, và các bác có thể nhìn thấy đây là bộ máy trong của chiếc đồng hồ Bulova này. Đó, trên đây có tên thương hiệu này, Bulova Watch. Máy 11 ALC. Bộ máy cơ tự động, em xin lỗi, bộ máy cơ lên dây với 17 chân kính. Đó, máy trước này cũng đã được lau dầu và đã hoạt động ổn định rồi. Bác nào yêu thích mẫu đồng hồ này thì chốt đơn cho em. Mã D6 này, giá 1.950.000 nhé. Mã D6, giá 1.950.000. Rồi, một chiếc đồng hồ của Mỹ này, Ingelson. Và chiếc này thì với cái phần mặt này là mặt vân lụa này. Các bác có thể nhìn thấy phần mặt vân lụa rất là đẹp. Trên đấy là các cọc số học trò, kim bọc dạ quang. Và chiếc này nó có thêm cả phần kim rốn nhé. Thiết kế rất là hài hòa cho cái phần form dáng của đồng hồ. Đó, bốn chân càng lớn ôm sát vào bên hai bên viền này, tạo cho cái phần form dáng của chiếc đồng hồ nó rất là thon gọn. Đáy inox. Test thử cái phần nốm thì thấy con đang trong tình trạng hoạt động tốt này. Và trước này thì nó sở hữu cái bộ máy cơ lên dây nhé, 15 chân kính. Em đo size của chiếc này xem nào. Size của nó là 32.8 này. 32.8. Đeo thử lên tay cho bác xem. Rất là đẹp luôn với cái mẫu đồng hồ này. Cái mẫu này đeo lên tay nó rất là sang này. Bác nào yêu thích mẫu đồng hồ này thì chốt đơn cho em. Mã Y6 này, giá 1.6.000 nhé. Mã Y6, giá 1.6.000. Rồi, em qua mẫu tiếp một chiếc Technot. Technot của Thụy Sĩ với phần mặt hổ phách. Đó, cọc số, các ô cột số nổi này, có cái cùng cả đá trắng ở giữa nhé. Kết hợp ba kim, một địch nằm góc 3 giờ. Đó, trên đây là tên thương hiệu và logo của hãng đồng hồ Technot. Mặt kính chặt góc rất là độc đáo. Em sẽ soi nghiêng này cho bác có thể nhìn thấy cái phần mặt kính của chiếc này này. Chia thành các ô cột, chia thành các ô hình chữ nhật này, chặt góc rất là chất luôn. Phần là form dáng độc đáo với phần thân vỏ bọc thép không gì toàn thân này, mặt đáy đa giác. Xoay ngang của chiếc Technot này là 34.3, size lọc là 40.3 này. Đeo thử lên tay cho bác xem nhé, rất là đẹp luôn, cực kỳ là chất với cái mẫu đồng hồ Technot này.
Lốm zin logo này. Lốm của chiếc này thì nó có hai nấc chỉnh nhá. Nấc đầu tiên là nấc chỉnh địch. Đó, nấc thứ hai kéo ra bên ngoài là nấc chỉnh kim. Phần lốm của chiếc này vẫn còn đang hoạt động rất là tốt. Rồi và đây là bộ máy trong của chiếc đồng hồ Technot này. Đó, bộ máy nguyên bản nguyên zin của Thụy Sĩ này, có khắc tên thương hiệu Technot ở trên cái phần búa này. Đó, máy 25 chân kính. Sở hữu cái bộ máy cơ tự động. Bộ máy còn cực kỳ là sáng và đẹp các bác nhé. Đó. Chạy cực kỳ là mượt luôn, đã được lau dầu rồi. Tình trạng máy cũng đã hoạt động ổn định. Hôm nay cửa hàng Kiên giao lưu với các bác em đồng hồ này, mã D73 này, giá chỉ có 2.080.000 nhé. Mã D73 giá 2.080.000. Rồi, cuối cùng là một chiếc Seiko 5 chặt góc. Seiko 5 một trong những cái huyền thoại vào đầu những năm 1980 này. Nó rất là hot luôn. Mặt đen và mặt trên đấy là các cọc số kim mạ vàng. Và nó có thêm một ô cửa lịch 2 ngăn nằm góc 3 giờ nữa. Đó, một ô lịch ngày, một ô lịch thứ này. Thân vỏ bọc thép không gì toàn thân. Đấy, có in tên thương hiệu này, dây khóa nguyên bản của Seiko. Size ngang 33,7, dọc 38,7 này. Đeo thử lên tay cho các bác xem nhé. Mẫu này đeo lên tay cũng rất là chất luôn đấy. Form dáng vuông như thế này đeo lên tay rất là chất, cực kỳ là khỏe khoắn. Rồi và đây là bộ máy trong của chiếc đồng hồ này. Các bác có thể thấy là bộ máy nguyên bản của Seiko 5, có khắc tên thương hiệu. Máy cơ tự động, 17 chân kính. Đó, bộ máy 7009A nguyên bản của Seiko, đã được lau dầu và hoạt động ổn định rồi. Rồi, bác nào yêu thích mẫu đồng hồ này thì chốt đơn cho em nhé. Mã D19 này chỉ có 1.480.000 thôi. Mã D19 giá 1.480.000. Các bác yêu thích mẫu đồng hồ bên em thì hãy nhanh tay chốt đơn cho em nhé. Về số điện thoại Zalo 0936050424 em đã ghi ở bên ngoài màn hình để đặt mua những cái mẫu đồng hồ của cửa hàng Kiên nhé. Và bây giờ thì video của em đã đến đây là kết thúc rồi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo.